À, con ngồi về mà nó mỏi, mỏi là con đi kinh hả? Phải không? Con đứng xuống con đi, đi gần hơi mình lên mình ngồi. À, đi kinh hành, mình đi kinh hành là đi bình thường, còn đi thanh hành niệm mà phải lý tình hình ảnh, đó là một bước khá quan trọng. Mình phải biết áp dụng, sử dụng cái những cái phương pháp, cho nên tâm mình giải thoát. Lúc nào mình cũng có phương pháp để làm chủ được thân tâm của mình. Phải không? Cần tức là phá si. Mà si con không còn si, con tỉnh táo thì tham sân không còn. Mà tham sân không còn thì tất cả những tâm dục và ác pháp đâu còn. Phá được cái tâm si là tuyệt vời. Cho nên mấy con thấy bây giờ mấy con đi thân hành niệm, ý tình hình động đó, mà bảo vệ cái pháp thân hành niệm, cái đi đó nó kiên cố như cổ xe, như trở thành căn cứ địa, thì mấy con đã chứng đạt. Nó xả hết cái tâm tham si của mấy con cái pháp đó. Nhưng mấy con không biết, mấy con dùng nó ức chế tâm thì bây giờ cái sự tu tập của mấy con đó là mấy con này dở chân lên nè, đưa chân tới nè, hạ chân xuống, thì mấy con đâu có trụ vào ở trong cái chỗ bước đi. Nó chỉ biết, nó chỉ cảm nhận được cái sự dở chân đưa tới hạ chân. Các con hiểu? Còn bây giờ mấy con chú ý vô, tập trung vô trong dở chân lên, đưa chân tới, hạ chân xuống, tất cả những cái sự tập trung trong hành động đó là sao? Mấy con tác ý để rồi cái chân mấy con làm thì mấy con cảm nhận, tức là hướng tâm về cái hành động đó thôi, chứ đừng có tập trung trong hành động. Có hiểu chỗ thầy nói không? Mình hướng tâm về cái chỗ đó, tức là biết cái chỗ đó thôi, nhẹ nhàng biết chỗ đó, chứ đừng có cố gắng tập trung tăng độ mình trong đó thì không được. Mấy con làm thử, khi nào làm chưa được hỏi lại thầy. Khi mà chết trong cái quãng đoạn thì thầy thích tương ứng là khổ còn nghĩ như thế nào? Bởi vì cái nhân quả của nó, cái nhân quả của nó tới cái giờ phút nó phải trả cái quả để mà nó chết. Cái nhân quả của đời trước nó đã gieo một cái điều đó, cái đời nay nó phải trả cái quả. Như vậy là con khỏi lo, đấy là nhân quả của nó. Coi như là cảnh dữ thôi, không có lành đâu. Bởi vì người ta chết mà nó hiện tại cái cảnh tử nghiệp của nó, chết trong cái không sợ hãi bình thản thì cái đó lành, còn chết trong cái sợ hãi thì nó không lành, nó ác, nó sẽ xâm vào cái chỗ ác. Không thì... nhân quả đó, cái đó là nhân quả. Nó còn cái nghiệp quả nó chưa đủ chuyển biến. Phải chi mà nó sống, nó biết cách thức sống, nó phải sống đúng năm giới của Phật. Nó không có vi phạm những cái giới của Phật thì năm cái giới đó là năm cái giới để làm người. Cho nên khi mà con chết vào trong cái ác nghiệp như vậy đó thì con sanh làm chúng sanh chứ không thể thành người. Mà ác nghiệp đó thì sanh ra làm con vật dữ, thành ra con mèo ăn thịt chuột. Mà hôm ấy là thành con vật, như con vật mà không dữ, như con cá mập. Nếu mà là thủy, nếu mà ở rừng thì sanh làm cọp béo, thì ăn thịt người ta, ăn thịt con vật khác. Được chứ, con sống giữ gìn cái giới, rồi con ước nguyện, con giữ gìn những cái giới luật của Phật, năm giới luật của Phật, con ước nguyện cái người đó bây giờ sanh ở đâu đó sẽ gặp được cái thiện pháp, sống đúng năm giới đó để tái sanh được làm người. Cho nên bây giờ mấy con mà sống mà không giữ gìn được năm giới, thầy biết đời sau mấy con không làm người đâu. Đó là cái căn bản nhất để sanh làm người. Mà mấy con thiếu năm cái giới này thì mấy con không được sanh làm người. Cho nên trong cái đời trước mấy con đã sống từng năm cái giới này, cho nên mấy con mới được sanh làm người. Và bây giờ được làm người mấy con coi rẻ, mấy con lại sống phá năm cái giới này. Cho nên mấy con thấy bao nhiêu người họ được làm người, bởi vì nó được hơn người là khó mà. Họ sống đúng năm giới mấy con. Cái số người mà được sanh đúng, sống đúng năm giới đó. Cái ví dụ như con vật, nó sống đúng năm giới chứ nó đâu ăn thịt chúng sanh đâu, nó đâu có hung dữ. Thì những con vật nào mà nó không hung dữ, nó không giận dữ này kia được, nó đúng năm giới thì những con vật nó thành là người. Còn những con vật mà nó hung ác, nó dữ tợn thì thôi, nó khỏi thành là người được. Con người cũng vậy,
mình sống giữ gìn đúng năm giới, mạnh đối với con người của mình dễ dàng giữ gìn năm giới. Còn cái bản chất của loài động vật, con người thú hiền lành nó giữ gìn được, còn con thú không giữ nó đâu có biết đâu không giữ. À, tự cái bản chất nó sinh ra làm con vật đó nó hiền lành, cho nên vì vậy mà trọn vẹn nó được năm giới trọn vẹn. Còn mình con người nhờ cái trí tuệ, nhờ được gặp chánh pháp lời của Phật dạy, cho nên mình cố gắng mình giữ gìn năm giới cho trọn vẹn. Thì đời nay mình làm người, đời sau mình tiếp tục làm người nữa. Cho nên thầy lo cho mấy con, sợ nhiều khi cái ý của mấy con này nó phạm giới đấy con, nó phạm giới. Cho nên tại sao quý hòa thượng tu hành vậy, họ còn phạm giới, họ phạm giới bằng ý chứ không phải là họ ăn thịt chúng sanh. Có một vị hòa thượng họ sắp chết, họ nói sao họ thèm thịt quá, bây giờ chỉ cần cho họ hửi miếng thịt thôi, miếng thịt nướng thôi là họ mới chết được. Mà đúng vậy mấy con, cho họ đem cái miếng thịt nướng đến họ hửi rồi họ chết. Cái vị hòa thượng chứ không phải là như bình thường vậy đâu, người ta thông suốt kinh điển mà người ta dạy đó. Một bậc hòa thượng như vậy chúng ta ít, còn là những bậc thầy của thầy không đó. Bởi vì thầy chứng kiến qua những cái sự đau khổ của các vị hòa thượng là vì người ta không biết pháp, người ta tốt cứ tu chế, cố gắng niệm Phật để chừng đó Phật cứu khổ. Con Phật Di Đà hồi trước quý vị đó, rồi cái sâu chuỗi người ta bóng lộn, người ta niệm Phật đến cái mức độ không có lìa cái ý của người ta, lìa cái câu niệm Phật mà thế rồi chết, phải lăn lộn như vậy sao? Đa khổ nói mấy con nói gì? Cho nên ở đây mấy con cố gắng giữ tâm bất động, giữ gìn năm giới trọn vẹn, giữ tâm bất động tu, đừng để những chướng ngại làm cho tâm mấy con phiền não. Ai làm gì tất cả các pháp đều vô thường, có gì đâu. Cho nên các con nghe cái bài kệ của thầy, buông xuống đi, hãy buông xuống đi, chứ giữ lầm chi có gì, thở ra chẳng lại còn chi nữa, vạn sự vô thường, buông xuống thì mình giải thoát chứ có gì nữa, đâu có còn dính mắc gì. Nhớ thuộc vào cái bài kệ này, có cái gì chướng ngại mấy con nhắc tâm buông xuống đi thì mấy con sẽ được. Nhớ vậy đủ rồi, mấy không cần tu gì hết. Thầy nói không cần tu gì, chỉ xả là được rồi. Nó chờ hồi ngon giải thoát không? Cho nên thầy nói giải thoát theo đạo Phật dễ quá, không có khó. Hồi đó thầy chưa biết thầy tu trời ơi khổ hạnh, cực khổ vô cùng. Bây giờ biết rồi giải mấy con tu dễ quá, mà tại sao mấy con cứ muốn làm khổ mình? Mấy con có khùng không? Đạo Phật có lòng thần kính không? Thì đưa vô bệnh viện cho coi, đứa con khám có thần kính gì đấy mà cứ làm khổ mình như vậy. Ngồi chơi đó, ai biểu mình làm gì cho cực khổ? Ngồi chơi mà tại bạn chưa ngồi chơi, cứ ngồi hít thở, đâu phải đi không? Nhưng con có khùng không? Ngồi chơi thì ngồi chơi, lại sao lại gò bó mình như vậy, bằng pháp này bằng pháp kia chứ vậy? Cho nên mấy con có khùng thì nói đi, đang đem xuống bệnh viện Biên Hòa cái chỗ mà ta tìm điên coi, tôi coi mấy con điên ở chỗ nào. Thầy đâu cũng lý thầy nói, mày con không hiểu có phải không? Trời ơi, tôi ngồi chơi tôi có làm gì đâu, trưa tôi cũng có cơm ăn, tôi có đói đâu, con cái tôi có đòi chỗ nào đâu, mà tôi sợ tôi buồn tôi lo cũng điên không gì. Ở đây giải thoát hoàn toàn, mấy con nghĩ đúng không, có ai giải thoát bằng mình không? Nghĩa là không ai đòi hỏi gì hết. Ở đây nè, cha mẹ đau thì có anh em lo, có gì đâu mà cần mình có về đó mình lo cái gì, gọi là báo hiếu. À, mấy con tu mấy con chứng đạo rồi mấy con báo hiếu, mà cha mẹ mình chết đâu đó mình về đó mình đổ cha mẹ mình tu hành, không phải là đền đáp cái công ơn đó, phải đúng nghĩa không? Còn giờ cha mẹ chết đâu không biết, tái sanh chỗ nào không biết, thì như vậy là có làm gì mình làm được? Còn về đó xứ rớ làm tốn cơm cái nhà người đó còn khổ người ta đi, cô bác mình còn khổ đi. Chứ không lẽ mấy con về đó ăn cơm đâu, buộc lòng người ta phải nấu thêm cơm tốn hao. Còn mấy con ở đây có tốn hao gì không? Thấy cái điều mấy con nghĩ bây giờ có người chết tôi phải về, vậy làm gì? Về đổ tan nó muốn sống được ra, nên bỏ đi, dẹp đi, ráng tu đi, về đó nữa sau này tu chính rồi đem đổ những người đó, có phải ơn của tình không? À, người sống ảnh 10 phần, người chết chẳng có phần.
phải vì ông kết người ta mới cúng đó vậy. Nhưng mà nó ít. Còn cái người mà sống đó mới tạo cái tội đó mới chịu trọn vẹn. Còn cái người kia đó thì người ta chỉ chết mới, người ta chết cho nên vì vậy mà nhờ người ta chết mình mới làm điều đó, thì cái người chết lại có một, người kia lại có chín rồi. Con hiểu gì không? Thì con cái nó lãnh chín, mà cha mẹ chết thì cha mẹ lãnh một. Tại vì nó làm cái điều ác đó, thì tại vì mình chết nó mới làm điều ác, cái cỡ mình không làm chết là ai làm điều ác này, có phải không? Thì mình phải lãnh một, còn nó lãnh chín. Mười phần tội đi thì nó, thì mình chết thì mình lãnh một, mình không trực tiếp, còn nó trực tiếp nó phải chín. Còn mình một thì tức là mình tái sanh ở đâu đó mình sẽ gặp tai nạn. À, lúc bây giờ nó ở đây nó giết bò thì mình tái sanh ở kia bên kia, trời đất ơi mẹ mình đau bụng cần chết, mình bị lọt trong bụng mẹ rồi, và mẹ đó bắt đầu bây giờ bà bệnh tật gì đó không biết, bà rên la bà lăn lộn mình ở bụng mẹ bà, thì mình chịu ảnh hưởng chứ sao. Thôi mình tái sanh mà, mà ở đây nó đừng làm đánh ma nó giết, thì đằng kia đó mình phải tái sanh liền, cái bụng mình nằm trời chờ ra. Con hiểu không? Nghĩa chết đây thì sanh kia, mà cái cẩn tự nghiệp nó đã vào bụng người ta rồi, mà ở đây mình làm heo bò hoặc là trâu dê gì đó để mình làm đám ma chứ gì, thì không ngờ rằng kia nó là người mẹ mới của mình, nó đã là lăn lộn ở trên, ở trên khi mà thọ tha. Thấy chưa? Còn một cơn bệnh mà khi mình nằm trong bào thai người ta rồi, cơn bệnh người ta lăn lộn mình chịu được không? Ảnh hưởng chứ đâu phải không đâu. Cho nên ở bên đây đừng có làm cái tội ác đó, thì bên kia người mẹ ở bên kia người ta không có đau bệnh gì, con ở trong đó thảnh thơi, có phải sung sướng không? Cho nên con cái bên đây mà hại cha mẹ mình bên kia đó, nhân quả như vậy, con thấy chưa? Bởi vì cái nhân quả mà mình, con cái là nhân quả với mình, mà mình chết rồi con cái mình làm cái điều đó là làm điều tội cho cha mẹ, chứ đâu phải làm điều phước. Thế này con hỏi là khi ban ngày con rét quá, nhưng mà cái buổi tối buổi kia con đi về thì con cứ tính ngày mai làm cái gì, con cứ suy nghĩ những cái con chưa tìm ra được, con cứ suy nghĩ là tìm tòi là để giải pháp để giải quyết cái vấn đề con không mắc, thì đó là sai đúng. Đúng, đó là triển khai cái tri kiến của con, chứ đừng có diệt nó, để cho mình tìm được cái biện pháp sao nó cho phù hợp, cho tốt, để làm cho cái nhà bếp mình mọi người được hòa thuận tốt đẹp nhau hơn. Cũng như bây giờ có cái gì chướng đó mà con làm sao mà giải quyết để cho mọi người đừng có chướng nữa, thì cái đó là cái giải quyết con thôi. Ở bây giờ việc thức ăn đó mà người dạy kẻ khác, mà con tìm cách làm sao mà giải quyết cho mọi người này, người ta chấp nhận được cái thức ăn đó, người ta đồng ý vui vẻ đó, thì đó là con được phước báo. Không phải riêng mình con mà cả một số người đã nhận qua được ý kiến của con mà để hòa hợp nha, thì là quá tuyệt. Rồi, nếu con hỏi gì thêm nữa không? Bây giờ đó pháp thân hành niệm á, là cái mục đích đầu tiên của mấy con á, là mấy con dùng để tháo không cần thiền nghiêng. Con nhớ không? Tháo không cần thiền nghiêng, nó chưa phải thành cổ xe đâu. Để phá nó rồi ngồi, ngồi thấy tâm của mình, để coi từng cái tâm niệm của mình xả, tức là mình quán vô lậu, vô lậu, làm cho tâm mình vô lậu. Bây giờ tâm con nó thanh thản, an lạc, vô sự, bất động rồi. Bắt đầu con ôm pháp thân hành niệm, con tắc ý từng hành động nó kiên cố như cổ xe, như căn cứ địa. Thì khi mà nó chiếc vô như vậy đó, thì bắt đầu nó như cổ xe, như căn cứ địa rồi, thì ngay cái chỗ mà nó trở thành căn cứ địa, con đã chứng đạt, chứng đạo ngay trên pháp thân hành niệm. Bởi vậy thầy viết cuốn sách mà muốn chứng đạo phải tu pháp môn nào? Có phải thân hành niệm rồi. Cho nên thân hành niệm đâu có phải nổi cái hành động đi đâu. Đầu tiên mấy con biết nó chỉ phá hôn trầm thôi. Kế đó thì mấy con dùng định vô lậu với gì? Mấy con phải dùng tri kiến, mấy con xả tình niệm này tình niệm kia. Thì trong khi đó xả đó thì mấy con phải dùng định niệm hơi thở, an tịnh thân hành, an tịnh tâm hành, đủ loại hết, để mấy con dùng áp dụng để cho tâm mình nó được thanh tịnh với cái câu tác ý, chứ không phải ức chế tâm. À bây giờ thầy nói như thế này nè, ức chế tâm mấy con cứ ôm chặt cái hơi thở hít ra vô, hít ra vô đó ức chế. Còn thầy chỉ nói như thế này, an tịnh tâm hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh tâm hành tôi biết tôi thở ra, rồi hít vô
theo cái tác ý của nó, hai ba hơi thở rồi tác ý nữa, hai ba hơi thở tác ý nữa. Không, các con thấy bây giờ đó, tôi ngồi đây mà tôi bảo nó an, nó chưa an, nó cứ sanh vọng tưởng, thì tôi bảo nữa, tôi cứ tác ý hoài, đó là cách thức tu. Nên cách thức tu nhiếp tâm. Còn bây giờ cái tâm con bây giờ nó đã an ổn rồi, yên ổn rồi, nó không còn niệm, không còn này kia nữa, nó xả rồi. Mà con ngồi đây thì thỉnh thoảng lâu lâu nó cũng còn một niệm hai niệm, ôm chặt pháp tinh thần niệm, kiên cố như củ tre, căn cứ địa rồi. Thì con tu tập suốt đêm sáng sao chứng đạo liền tức khác. Cho nên con nghe rằng ông A Nan mà đi kinh hành suốt đêm chứng đạo, đâu phải ông đi như mình đâu, ông đi có phương pháp đàng hoàng chứ. Mà nghe nói mấy không biết ông tu pháp nào, chắc ông đi kinh hành cứ đi vòng vòng hoài vậy, đi sáng đêm cứ rụt tới rụt lui. Còn đi cái pháp thân hành niệm nó ngủ được không? Các con hiểu cái chỗ thầy muốn không? Ông A Nan ông là con người cũng bằng xương bằng thịt như mình, mà suốt đêm như vậy ông không ngủ ha? Có phải không? Mà ông đã học được cái pháp thân hành niệm rồi. Cho nên sáng hôm sau là người ta đi vào hang mà người ta tới tập kinh sách. Ông là người gần gũi, là thị giả Phật mà. Phật nói bài kinh nào cũng nghe, cũng hiểu, thông suốt hết rồi. Nhưng mà không có ổng là ai mà tới tập kinh sách cho. Có phải không? Cho nên ông quyết định là tu phải chứng. Ông Ca Diếp nói tu chứng A-la-hán mới được vô, chứ tu chứng không chứng A-la-hán thì không được vô. Cho nên cái cửa hang người ta đóng lại, tất cả các vị A-la-hán người ta vô trong này người ta kết tập. Ông làm sao ông vô được? Ông phải chứng, ông mới làm, ông mới tàn hình, ông biến quá mới vô. Các con hiểu chưa? Cho nên ông lo lắng một suốt một đêm đó, ông đi kinh hành pháp thân hành niệm chứ cái gì. Cho nên nó kiên cố như căn cứ địa rồi. Vì vậy mà sáng hôm sau mấy ông có mở cửa tù vô gì được. Mà cái hang núi của người ta mà ông vô được thì mấy con biết mà đóng cửa người ta đóng cho vô. Thế mà ông vô được thì ông vô ông kết tập. Thì ông A Nan kết tập thôi chứ có ai kết tập kinh sách. Thì như vậy mấy con thấy không? Pháp thân hành niệm phải chờ đến cái mức nào để chúng ta tu tập nó trở thành cái căn cứ địa, nó trở thành. Chứ bây giờ tôi muốn mau mà tâm tôi nó như là cái chợ, cái chợ trảng bàn. Rồi bây giờ tôi muốn ôm pháp thân người niệm, tức là tôi ức chế ý thức tôi còn gì. Các con hiểu chỗ thầy muốn nói chưa? Cho nên mình phải biết được cái tâm mình tới cái giai đoạn nào để ôm pháp thân người niệm. Cho nên mấy con bây giờ chỉ ôm pháp thân người niệm là phá hôn trần tùy miên. Mà hôn trần tùy miên mà chưa phá thì phải nói tham sân si nó còn nguyên, nó không có cái gì hết. À bây giờ mấy con nói là 7 giờ cho tới 10 giờ không có, hoàn toàn không có buồn ngủ gì hết, nằm xuống nó cũng không muốn buồn ngủ nữa. Không, thì mấy con thấy ngày này qua ngày khác, rồi từ 2 giờ con thức dậy tới 5 giờ sáng hoàn toàn. Trong năm tu tới 5 giờ rồi mà khoảng 5 giờ đó thì còn nghỉ chơi thôi mà nó cũng không buồn ngủ nữa. Thì như vậy con phá được cái tâm si rồi. Mà phá được tâm si thì ôm pháp thân hành niệm đi thì kể như là mấy con chắc ăn rồi. Chứng đạo liền tức khắc. Còn giờ tâm si chưa phá, còn buồn ngủ, phải ôm pháp thân hành niệm. Phá tâm si là phá để giữ gìn giờ giấc cho nghiêm chỉnh, chứ đâu phải ôm pháp thân hành niệm mà lúc bây giờ mấy con tâm mấy con mà chưa có được gì hết mà ôm pháp thân hành niệm chỉ là phá cái si thôi chứ tham sân chưa có. Mà bây giờ mấy con còn buồn ngủ thì làm gì mà chuyển nó được đâu. Người ta hết buồn ngủ rồi thì người ta mới là ôm pháp thân hành niệm như kiên cố như củ xe, như căn cứ địa thì mấy con chứng đạo. Mà mấy con bây giờ thấy 10 giờ nghe nó lường dừ lứ đử rồi thì chắc chắn là chưa được. Mà 10 giờ lên ngủ nó không chịu ngủ, mà tới 2 giờ thức dậy nó cũng không buồn ngủ nữa. Thì như vậy mày sắp sửa là tu tập pháp thân hành niệm được rồi. Tu pháp thân hành niệm để nó trở thành kiên cố, chứ không phải là tu pháp thân hành niệm phá tâm si. Nó mình phải nhận ra cho được cái vai trò của cái pháp thân hành niệm. Chứ mình nhận ra không được. Bây giờ tôi phá cái tâm si của tôi hôn trầm tùy miên, mà tôi muốn nó kiên cố sao nó không? Không kiên cố. Mình ráng cố gắng thì bị ức chế ta. Còn cái kia nó tự nhiên nữa con. Tự nhiên là nhờ mình đã tu vô lậu, mình quán xét bằng cái tri kiến giải thoát của mình. Cho nên mọi cái gì cũng làm chướng ngại tâm mình bằng cái tri kiến của mình. Đạo Phật là đạo trí tuệ mà. Nó giải thoát mà ngay từ cái tri kiến của nó, chứ đâu phải là giải thoát bằng cái thiền định đâu. Còn cái kiên cố như cổ xe, như căn cứ địa của cái pháp thân niệm đó là thiền định.
Nó phải phân biệt trước cái giới định tuệ. Giới tức là cái đức hạnh của chúng ta chưa tròn thì định không có làm sao được. Định của Phật để nhập chứ không phải định của Phật để tu. Cho nên giới mà chúng ta xong rồi, chúng ta sống không bị phiền não, không làm khổ mình khổ người. Hở chút người ta nói cái mình giận buồn phiền tức là tự mình làm khổ mình rồi. Rồi mình tự làm khổ mình mà chịu không được, mình la, mình hét, mình nói này nói kia làm người ta khổ nữa thì có phải không? Do đó mình tự làm khổ mình, làm khổ người rồi, mà bây giờ mình muốn đi gia học cái pháp thanh tịnh niệm để kiên cố như cuốn xe thì mình bị ức chế. Còn bây giờ mình dùng tri kiến mình tả, tâm mình thanh tạng, ăn là vui rồi, không giận, không buồn thì ai nói gì, ai làm gì đi nữa, mình chỉ là cục đất mà thôi. Ai muốn làm đầu cũng được. Do đó cuối cùng mình là ôn pháp thanh tịnh niệm để đi vào chính đạo. Mình phải biết được từng cái tâm niệm, từng cái giai đoạn của mình tu tập thì mình thành công. Mình sẽ thành công. Cho nên mấy con nhớ phải tu tập như vậy là thành Phật. Mà bắt đầu mấy con tu tỉnh giác. Ví dụ như thầy nói mấy con làm cái gì đó thì mấy con chú ý cái chuyện làm của mấy con. Thì cái đó là tập tỉnh, chú ý rất chú ý trong vấn đề làm. Mình đi, mình biết mình đi. Không? Nhưng mà không phải là cái giờ tu, mà giờ tu thì không được tập trung. Còn mình làm công việc thì mình chú ý công việc rất là kỹ lưỡng, làm sai sót. Lặt rau thì đừng có để cỏ dính cẩm, thì đó là quý kỳ. Còn lặt rau ào ào vậy, cái chuyện ta ăn không mà cỏ rác quá à. Cái đó là sai, không đúng. Nhưng còn thấy không? Cái đó là mình chú ý kỹ trên cái vấn đề làm. Còn mình làm chú ý kỹ thì nó không có như trạng. Cho nên nhiều khi mà cạnh về gấp rau ăn nó có cũng có, hay nó cứ ăn xuống. Cho nên tu hành không khó đâu mấy con. Con hỏi tại gì con? Con tu lâu lắm rồi đó, bắt đạt hết rồi. Thầy sắp sửa thầy thấy thời gian ngắn lắm đó. Phải nỗ lực.